chuyên đề 6, đó là về lượng tử ánh sáng. Thì trong giới hạn cái bài học hôm nay á, bài ôn tập hôm nay thì cô sẽ đề cập tới hai vấn đề, đó là hiện tượng quang điện và lượng thích lượng tử. Thì chúng ta đi phần đầu tiên, đó là về hiện tượng quang điện. Trước hết là cô tóm tắt lại một số cái kiến thức cơ bản ở hai cái chủ đề này. Một là hiện tượng quang điện. Hiện tượng quang điện là khi chúng ta chiếu ánh sáng thích hợp vào bề mặt của kim loại thì sẽ làm bật các electron trên bề mặt kim loại ra ngoài. Thì cái hiện tượng như vậy người ta gọi là hiện tượng quang điện. Khi chiếu ánh sáng thích hợp, vào kim loại. Còn lambda không là giới hạn quang điện của kim loại. Thì chúng ta chỉ chiếu những cái ánh sáng nào mà có cái bước sóng lambda phải bé hơn hoặc bằng lambda cộng. Ta phải chiếu cái ánh sáng kích thích chiếu vào kim loại phải có lambda nhỏ hơn hoặc bằng lambda cộng. Đối với mỗi một kim loại khác nhau thì sẽ có một cái giới hạn quang điện khác nhau. Ví dụ đối với kẽm thì cái giới hạn quang điện lambda cộng của kẽm là 0,35 micromet. Thì chúng ta chỉ chiếu những cái ánh sáng kích thích có bước sóng nhỏ hơn 0,35 micromet thì cũng mới có thể xảy ra hiện tượng quang điện đối với kẽm. Còn có ví dụ như đối với bạc thì cái lambda cộng này của bạc là 0,26 micromet. Vậy thì chỉ có thể có những cái bước sóng nhỏ 0,26 micromet mới xảy ra hiện tượng quang điện đối với bạc. Và chúng ta sang phần 3 cho cô. Và chúng ta sang chất lượng tử ánh sáng.
từ ánh sáng này thì đề cập tới những vấn đề nào? Thứ nhất là ánh sáng được tạo bởi các hạt và gọi là photon. Ánh sáng được tạo bởi các hạt gọi là photon. Các hạt photon này sẽ bay dọc theo tia sáng với tốc độ là c bằng 3 × 10^8 mét trên giây. Vậy trong chân không, các photon bay dọc theo tia sáng với tốc độ c bằng 3 × 10^8 mét trên giây. Và năng lượng của mỗi một hạt photon thì có giá trị hoàn toàn xác định. Thank you.
không có photon. Được đi.
một phần của nó là cung cấp để cái hạt e này thắng được cái liên kết ở bên trong cái mặt tinh thể. Người ta gọi cái đó năng lượng đó là công thoát ảo. Và cái phần năng lượng còn lại sẽ cung cấp động năng cho cái hạt electron này bứt ra khỏi cái điện mặt kim loại. Và động năng này có công thức là 1/2 m V0 mắc bình. Mô V0 mắc bình ở đây bởi vì đây là vận tốc ban đầu cực đại của các electron trên bề mặt kim loại. Và cái công thức thứ ba là về công thoát như cô vừa nhắc ở trên. Thì công thoát A có công thức tính là bằng HC chia cho ra là thôi. Và các em chú ý là ở trong đây cái H và C thì cô đã nhắc trên rồi, còn cái lambda không ở đây là giới hạn quan điểm của kim loại và đơn vị của nó. Trong công thức này dùng cái đơn vị của nó sẽ là mét, và khi đó thì cái đơn vị của cái công A này, công thoát A này là joule. Nhưng trong một số cái bài tập, trong phần lớn các cái bài tập ở trong các đề thi thì cái đơn vị của cái công thoát A này người ta thường để là electron volt. Và khi đổi đơn vị ở đây thì các em chú ý cho cô là cứ 1 electron volt thì chúng ta sẽ đổi bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 10 9 dùng. Công thức thứ tư là về công suất của một nguồn sáng. Thì cái công suất của nguồn sáng ký hiệu là P. Công suất của một nguồn sáng này sẽ bằng số hạt photon phát ra trong một giây nhân với năng lượng của một hạt photon. Như vậy cô ký hiệu cái số hạt photon phát ra trong một giây là NP. Lấy điều khiển bấm. NP là số hạt photon phát ra trong một giây nhân với epsilon là năng lượng của một hạt photon. Và các em biết là cái epsilon này là năng lượng của một hạt photon thì nó có công thức tính bằng H nhân F tạo nên hạt trên này. Công thức thứ năm là nói về dòng cường độ dòng quang điện bão hòa. Thì cường độ dòng quang điện bão hòa sẽ bằng số hạt electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại trong một giây nhân với điện tích của mỗi hạt electron. Cô ghi là NE nhân với chỉ cường độ của E. E đây là độ lớn điện tích của mỗi hạt electron. NE đây là số hạt electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại trong một giây. Và cái E này các em biết là nó sẽ bằng trị cực độ E nó sẽ bằng 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Công thức thứ 6 là hiệu suất lượng tử. Hiệu suất lượng tử thì chúng ta sẽ lấy số hạt electron bứt ra khỏi bề mặt kim loại trong một giây chia cho số hạt photon đập tới kim loại trong một giây, chúng ta nhân với chúng ta ra được là hiệu suất lượng tử. Như vậy ở cái phần này thì cô đã nói ngắn gọn lại về hiện tượng quang điện và cái thuyết lượng tử ánh sáng và một số công thức chúng ta cần vận dụng vào cái bài học cái phần này. Cái phần nội dung này cũng khá là đơn giản, các em cố gắng để đừng có làm sai những cái câu ở cái phần này. Bởi vì nếu như trong cái phần này là nếu mà để ra sai những cái câu ở phần này thì rất là đáng tiếc, bởi vì nó sẽ đơn giản thôi. Thì bây giờ cô sẽ sửa một số cái ví dụ. Sau đó cái phần bài tập thì cô sẽ gửi về nhà các em làm xong nhé. Đúng như là like. Có thể mở rộng ra. Mở rộng ra. Chiếu một chùm tia sáng đơn sắc vào một tấm kẽm có giới hạn quang điện là 0,35 micromet. Hiện tượng quang điện sẽ không xảy ra khi chùm bức xạ có bước sóng là chúng ta có đáp án A, B, C, D. Và như khi nãy cô đã nói rồi về định luật về giới hạn quang điện là hiện tượng quang điện chỉ xảy ra đối với những ánh sáng như thế nào có bước sóng lambda bé hơn bằng lambda không. Như vậy ở đây chúng ta có lambda không bằng 0,35 thì những cái bước sóng nào có ánh sáng, những ánh sáng nào có bước sóng lambda nhỏ hơn 0,35 micromet thì sẽ xảy ra hiện tượng quang, ví dụ một, sẽ xảy ra hiện tượng quang điện. Như vậy ở đây, nhưng ở trong cái ví dụ này người ta nói là không xảy ra. Như vậy chúng ta phải chọn giá trị nào lớn hơn 0,35. Như vậy trong bốn đáp án này chúng ta sẽ chọn đáp án
Một kim loại làm cathode của tế bào cơ điện có công suất A bằng 3,5 electron-volt. Chiếu vào cathode bức xạ có bức sóng nào sau đây thì gây ra hiện tượng quang điện? Như vậy chúng ta phải chiếu vào cathode những ánh sáng có bức sóng lambda bé hơn bằng lambda không. Vậy thì ở đây chúng ta phải tìm lambda không trước đã, xem lambda không bằng bao nhiêu. Vậy chúng ta sẽ đi tìm cái lambda không. Như lúc này ta nói công thức A có công thức tính là gì? A bằng HC chia lambda không. Thì từ đây các em bấm có thể nhập vào máy tính, các em bấm hoặc em suy ra lambda không sẽ bằng HC chia A. Và đây chúng ta thay H bằng 6,625 nhân 10 mũ trừ 34 nhân C là 3 nhân 10 mũ 8 chia cho A. A ở đây là bằng 3,5. Và các em chú ý 3,5 này là đơn vị là electron-volt. Và khi tính này phải đổi ra xung, các em phải nhân với 1,6 nhân 10 mũ trừ 10 19. Cái giá trị của H và C và cái đổi đơn vị ở đây, thường các em chú lưu ý cho cô là nếu mà các em không nhớ thì trong các cái đề thi trung học phổ thông quốc gia, trên cái đầu của cái đề thi ấy, ngay ở cái trang 1 đấy, họ luôn luôn cho các cái giá trị HC và cái đổi đơn vị electron-volt ra xung này. Nếu các em quên thì các em chú ý nhé. Và các em bấm máy tính thì kết quả này được là chúng ta thay cũng 6,6.
nhân 10 bước trừ 34, nhân C 3 nhân 10 bước 8 chia cho A. A ở đây là 2,62 L trong mô, 2,62 L trong mô. Các em chú ý là chúng ta có nhân với 1,6 nhân 10 bước trừ 19. Chúng ta bấm máy tính thì cái kết quả này sẽ được là 4,47 nhân 10 mũ trừ 7 mét. Và chúng ta đổi ra thì nó sẽ bằng là 0,474 micromet. À như vậy là 5,0. Ở đây bằng 0,474 micromet. Thì hiện tượng quang điện xảy ra đối với những cái bức xạ nào có bức sóng nhỏ hơn cái giá trị này? Và chúng ta xem thì 5,1 và 5,2 như thế nào. Thì 5,1 là bằng 0,4. 5,1 bằng 0,4 micromet. Nhỏ hơn 0,474. Và lambda 2 bằng 0,2 cũng nhỏ hơn. Như vậy ta nhận thấy là lambda 1 và cả bức xạ lambda 2 đều có giá trị nhỏ hơn lambda 0. Như vậy hiện tượng quang điện sẽ xảy ra đối với cả lambda 1 và lambda 2. Vậy chúng ta xem chúng ta chọn đáp án nào. Chúng ta sẽ chọn đáp án A của bài này. Đấy. Và cô sẽ làm tiếp một cái ví dụ nữa. Và ví dụ nào? Ví dụ 5. Giả sử một nguồn sáng chỉ phát ra ánh sáng đơn sắc có tần số là 7,5 nhân 10 mũ 14 hertz. Công suất phát xạ của nguồn là 10 watt và số photon mà nguồn sáng phát ra trong một giây xấp xỉ bằng bao nhiêu? A, B, C, D. Như vậy ở cái bài ở ví dụ này nó đang đề cập tới công suất của nguồn sáng. Vậy thì công suất của nguồn sáng có công thức là gì? Công suất của nguồn sáng là P sẽ bằng NT nhân với epsilon. NT là số hạt photon phát ra trong một giây. Còn epsilon này là năng lượng của hạt photon. Vậy với bài này chúng ta đang đi cần tìm NT. Vậy suy ra NT sẽ bằng P chia epsilon. Epsilon này là năng lượng của một hạt photon thì nó có công thức tính là gì? Viết lại P. Còn cái epsilon này chính là H nhân E. Chúng ta thay đáp. Công suất ở đây là bằng 10. H là 6,625 nhân 10 mũ trừ 34. Còn tần số F ở đây là bằng 7,5 nhân 10 mũ 14 hertz. Chúng ta bấm cái máy tính bấm cái biểu thức này cho cô. Và nó sẽ ra kết quả là 2,00 2,01 nhân 10 mũ 19. Các em xem có kết quả này không? Chúng ta đã có ở đáp án B 2,01 nhân 10 mũ 19. Vậy đối với ví dụ 5 chúng ta chọn đáp án B. Như vậy cô trong cái giới hạn của phần hôm nay thì cô sẽ sửa 5 cái ví dụ như vậy. Còn bài tập tiếp theo thì cô sẽ gửi về cho các em của lớp nào thì trả gửi lại bài cho các thầy cô của cô ở cái lớp đó. Và cái buổi hôm sau cô sẽ tiến hành sửa cái phần bài tập mà cô đã gửi về nhà cho các em nhé. Tạm biệt các em.